thậm chí là khi chúng ta ký vào cái tờ giấy kết hôn, chúng ta thậm chí còn nghĩ luôn là à, ván đã đóng thuyền. Giống như cái câu mà các cụ ngày xưa đang hay nói á, ván đã đóng thuyền rồi. Nên thôi ạ, đối xử với cô vợ như thế nào thì cô vợ cũng không dám ly hôn đâu. Một người trí tuệ nữa, họ yêu thế nào nữa? Họ yêu mà không kiểm soát đối phương. Tại vì họ biết rằng có trí tuệ nên họ biết rằng kể cả trong tình yêu thì người đó không phải là của mình. Không có ai là của mình hết. Không có cái gì là của mình hết. Giống như Tuệ An lúc đầu đọc cái bài thơ, cái bài thư của cái bạn học viên. Bạn ấy bảo là luôn luôn nhớ đến cái câu của cô Tuệ An là tôi không là ai và tôi cũng chẳng có cái gì. Tại vì đó là sự thật đấy. Chúng ta không là ai, chúng ta sẽ là cái gì mà mình dán nhãn cho mình ấy. Mình dán nhãn cho mình là cái gì, mình trở thành cái đó. Cái gì có trong đầu thì có ở trên tay ấy. Và mình không có cái gì luôn. Không có cái gì là của mình hết. Người ấy đâu phải của mình, đặc biệt là người ấy nha. Nhưng mà đôi khi chúng ta yêu nhau xong rồi là chúng ta cứ bị ảo tưởng. Chúng ta cứ nghĩ là người ấy là của mình ấy. Chúng ta cứ nghĩ rằng người ấy phải ở bên mình, người ấy phải làm theo ý muốn của mình. Thậm chí là khi chúng ta ký vào cái tờ giấy kết hôn, chúng ta thậm chí còn nghĩ luôn là à, ván đã đóng thuyền. Giống như cái câu mà các cụ ngày xưa đang hay nói ấy, ván đã đóng thuyền rồi. Nên thôi ạ, đối xử với cô vợ như thế nào thì cô vợ cũng không dám ly hôn đâu. Trời ơi, ngốc vậy. Đấy là đôi khi đúng với ngày xưa thôi. Nhưng mà cái từ ván đã đóng thuyền nó không đúng với bây giờ. Và nó cũng không đúng với quy luật của vũ trụ này. Nên là chắc chắn rồi nó sẽ thay đổi. Quy luật của vũ trụ này là không có cái gì là của mình và mọi thứ đều có thể thay đổi, được gọi là quy luật vô thường. Thế nên trong tình yêu á, những người yêu mà có trí tuệ là hiểu được các quy luật của vũ trụ, hiểu luật nhân quả, hiểu rằng mình chăm sóc cái cây tình yêu như thế nào mình sẽ có cái quả tương xứng, nên mình không bao giờ mình chủ quan để mà mình không có chăm sóc nó, để mà mình vẫn đòi là phải có quả ngon. Thế rồi hiểu luật vô thường để biết rằng không cái gì là của mình, cái gì cũng sẽ thay đổi. Thế nên mình phải trân trọng hiện tại, mình phải trân trọng cái người mà đang ở bên cạnh mình. Để cho dù có ra sao ngày mai đi chăng nữa, cho dù người đó có không ở bên mình nữa, thì chúng ta cũng hạnh phúc vì đã có những cái giây phút ở bên nhau. Những người mà hiểu vô thường ấy, thì sẽ rất trân trọng hiện tại. Tại vì biết rằng rồi nó sẽ đổi thay. Thế nên khi đã trân trọng hiện tại thì không có oán giận chỉ trích nhau về quá khứ nhiều. Còn nếu không á, chúng ta mệt vì chúng ta chỉ trích quá khứ của nhau á. Chúng ta mệt vì nấu cơm xong xong rồi người đấy về muộn một chút, không có ăn, về ăn đúng giờ, hay là đến lúc ngồi vào mâm là chúng ta dằn vặt luôn, mà chúng ta quên mất rằng à, giây phút hiện tại người đấy đã về đây rồi, người đấy đã ở đây rồi, đã cùng ăn với chúng ta bữa cơm đây rồi. Chúng ta không hiểu là giây phút này có thể vụt qua rất nhanh. Không không có tin, đôi khi không có biết nên nên là không có trân trọng hiện tại. Và đây là một điều trời ơi tệ lắm á. Rồi những anh nam giới nữa. Nghĩ rằng á, đàn ông thì có thể đi chỗ này đi chỗ kia, nhưng mà phụ nữ khi mà đã lấy chồng rồi á, là sẽ phải ở đó, giống như cái câu ván đã đóng thuyền. Thế nên là đối xử với vợ của mình rất là tệ, không còn lãng mạn rồi ga lăng rồi quan tâm rồi chăm sóc như hồi hồi mới yêu. Đương nhiên chúng ta không cần phải phải quan tâm như kiểu bố chăm con hoặc là mẹ chăm con, nhưng ít nhất là chúng ta có cái sự nâng đỡ cho nhau. Chúng ta có cái sự đồng hành, cái sự thấu hiểu nhau. Đôi khi có những việc chúng ta không cần phải làm thay người ấy, nhưng ít ra hãy trở thành một người bạn của người ấy. Thì chúng ta là bạn đời. Là bạn đời là vẫn anh ngã em nâng. Nhưng đương nhiên là người phụ nữ mà có trí tuệ thì cũng chưa ngã thì cũng không bắt anh phải nâng đâu. Nhưng mà nếu ngã thì anh có thể nâng một chút. Để nâng rồi thì cô ấy sẽ có cái thái độ chủ động tự đứng trên đôi chân của cô ấy tốt hơn. Và nếu như cả hai người đều thấu hiểu điều này, đều yêu một cách có trí tuệ như vậy, đều trân trọng những giây phút hiện tại như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có khổ đau. Chúng ta không chỉ cần trân trọng hiện tại, chúng ta không có dằn vặt quá khứ nữa là chúng ta bớt khổ rồi á. Còn đâu ạ, mọi nỗi khổ, niềm đau, vấn đề nó đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng
phần lớn nó đến từ những vấn đề trong quá khứ mà chúng ta không buông được. Sau đó chúng ta cứ lôi ra, chúng ta nhai đi nhai lại từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này qua năm khác, giống như kiểu một chú bò ấy, nhai cỏ xong rồi đến buổi tối lại ợ ra nhai lại. Cái điều này chúng ta thấy đâu có thú vị đâu, nhưng tại sao chúng ta cứ làm như thế hoài? Và chắc đến đây bạn sẽ nói với tôi rằng, nhưng mà tôi biết thế nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về quá khứ được. Vậy thì bạn cần phải quay trở lại làm chủ tâm của bạn đi. Bạn không thể làm chủ nó ngay lập tức thì ít nhất bạn phải có cái thái độ đúng để bạn bắt đầu học cách làm chủ tâm của bạn đi. Chứ không phải là vì bạn nghĩ về quá khứ, bạn không thể hết đau về quá khứ nên bạn phải dằn vặt cái đối phương đang ở bên cạnh bạn. Cái đó là cái hành xử không đúng. Nếu như bạn biết rằng nỗi khổ của bạn nó đến từ quá khứ, việc của bạn là bạn cần tập trung để buông xả được quá khứ, thì bạn sẽ đi làm chủ tâm mình, đi tìm cách nào đó để làm chủ. Ngồi thiền, ra thiên nhiên, xoay chuyển lại suy nghĩ, niềm tin vào cái hướng tích cực hơn, thử cách này cách kia, tham gia những cộng đồng, rồi đi thiện nguyện, giống như bức thư của cô bạn 27 tuổi vừa mới chia sẻ lúc nãy, để thấy rằng à, nỗi khổ niềm đau của mình đâu là gì đâu. Người ta còn đang không có cơm ăn áo mặc còn bị tàn tật kia kìa, đúng không? Vậy thế là nếu như chúng ta biết chúng ta không thể quên được quá khứ, để sống ở hiện tại chúng ta cần có ý thức quay về và tự xử lý mình, chứ tuyệt đối không được nhớ lâu thù dai để dằn vặt đối phương vì cái quá khứ đấy. Tại vì trước khi bạn dằn vặt đối phương, bạn là người đau khổ. Trước khi bạn ném cục than cho đối phương thì tay bạn bị bỏng đầu tiên. Có phải như vậy không? Và đó là một điều tệ. Và người trí tuệ người ta không yêu như thế. Còn đâu mình bảo là thôi mình cứ yêu thế đi, thì nhân bằng quả, hành động bằng kết quả. Bạn yêu như thế nào bạn có kết quả tương xứng. Và một người có trí tuệ cũng là một người hiểu rằng nhân bằng quả, hành động bằng kết quả. Vậy nếu như chúng ta muốn có được cái kết quả là một cuộc hôn nhân đẹp, một tình yêu đẹp, bền vững, thấu hiểu nhau, thì chúng ta phải có những cái hành động tương xứng với nó. Hoặc với những người đang cải tạo cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ của mình mà chúng ta đang thấy khó ấy, hoặc chúng ta đang thấy thiếu kiên trì hoặc bền bỉ ấy, thì cũng hãy nhớ rằng nhân bằng quả. Bạn không thể nào bạn phá nát cuộc hôn nhân của mình trong vòng 8 năm và bạn yêu cầu là bạn vừa mới thay đổi được 8 ngày và người ta phải ghi nhận sự thay đổi của bạn. Cái đó nó đâu có tương xứng, nó đâu có công bằng, nó đâu có nhân bằng quả đâu, nó đâu có hành động bằng kết quả đâu. Mình muốn một cái kết quả to đùng, đấy là chồng quay về, vợ quay về, hàn gắn yêu thương nhau khi mà một mối quan hệ đang bung bét, mọi thứ đang không thể kết nối, không thể thấu hiểu. Mình muốn kết quả to đùng rồi, lại còn muốn nó phải nhanh nữa. Vừa muốn nhiều, vừa muốn nhanh, vừa muốn to. Thế nhưng mà đến lúc bảo làm hành động này đi, yêu thương vô điều kiện đi thì than, ôi sao khó thế. Bảo làm chủ tâm mình đi, buông xả quá khứ đi, ôi khó thế, không làm được. Mà lại cứ ngồi đấy và mong cầu một cái kết quả lớn. Thì cái điều này là cái điều không bao giờ xảy ra. Dù là có thánh thần xuống đây chắc cũng không giúp được chúng ta. Tại vì những vị thánh thần mà có trí tuệ thì sẽ luôn luôn tuân theo nhân quả. Và kể kể cả là họ chỉ cho chúng ta con đường mà chúng ta không chịu đi ấy, thì chúng ta cũng đâu có hạnh phúc. Có những người suốt ngày than khổ, yêu cũng khổ, không yêu cũng khổ, kết hôn cũng khổ, rồi ly hôn cũng khổ luôn ấy. Suốt ngày than khổ nhưng mà đến lúc được chỉ con đường à để bạn hạnh phúc hơn thì lại có hàng tỷ cái lý do để không làm được. Vì khó quá. Ví dụ như là để bớt khổ trong tình yêu hôn nhân hay trong cuộc đời này thì chúng ta ghi nhận mọi thứ đơn thuần thôi. Đừng suy diễn nữa, đừng đưa thêm thái độ phản ứng của mình vào đó nữa. Mình ghi nhận đơn thuần được không? Và không, cứ thích phải đưa thái độ vào cơ. Nhìn người ấy thì không ghi nhận đơn thuần là người ấy đã về, mà lại ghi nhận thêm rằng à hôm nay về muộn rồi, tôi ghét đi về muộn lắm. Rồi lại suy diễn nhỡ đâu đi với ai. Rồi nhìn thấy người đấy thả thả tim cho một cái bài post ở trên trên online chẳng hạn. Lại bắt đầu suy diễn là tại sao không thả tim bài mình mà lại thả tim bài của cái người này, có ý đồ gì hay không? Và mình cứ tin đi, tin nhiều nó sẽ thành sự thật đấy. Thế rồi muốn hạnh phúc nữa, chúng ta yêu một cách nhẹ nhàng đi.
Chúng ta đừng có kiểm soát mong cầu gì đối phương mà chúng ta khổ á. Chúng ta càng mắc kẹt nhiều, chúng ta càng chấp nhiều là chúng ta càng khổ. Tại vì chúng ta chấp nhiều vào đối phương thì chúng ta đánh mất thời gian sống với chính mình. Và khi chúng ta đánh mất thời gian sống với chính mình, chúng ta không kết nối được với chính chúng ta nữa, thì liệu chúng ta kết nối được với ai đây? Thế rồi mình muốn hạnh phúc đúng không? Mình phải đi những cái con đường của sự biết ơn, của tình yêu thương, của việc kỷ luật bản thân, của việc nghĩ tích cực. Mà đầu mình thì mình lại luôn nghĩ tiêu cực, luôn chỉ trích, luôn phán xét kể cả là chính mình, kể cả là đối phương. Cứ nhìn một đối tượng gì là cũng có thói quen thích phán xét. Ví dụ nhìn một cô gái thì cũng không ghi nhận à đấy là một cô gái, phán xét luôn à cô này xinh quá thì cũng phán xét tại sao mà không xinh như cô ta nhỉ, lại bắt đầu so sánh. Mà cô này xấu quá thì cũng phán xét tại sao cô này xấu thế nhỉ. Mình không ghi nhận đơn thuần đó là một cô gái ấy. Chúng ta càng như thế thì chúng ta càng khổ. Mà bảo là bây giờ thôi ngồi tĩnh lặng lại để thiền, để học cái cách là ghi nhận đơn thuần, quan sát mà không phản ứng, thở vào thở ra thôi, thì làm được vài ngày là chán. Tại sao không có thành tựu? Mà cái việc thiền, cái việc luyện tâm thì đâu phải là một ngày có thành tựu ngay được. Đôi khi phải cả năm trời với những người tu tập chuyên nghiệp, ngày nào cũng luyện tập mà phải hàng năm trời họ mới bắt đầu làm chủ được cái tâm của họ một chút. Mà chúng ta vài ngày chúng ta bảo không có tác dụng, làm cái gì vài ngày xong cũng chán, cũng bỏ cuộc. Thì trời ơi, nhân không bằng quả. Thế nên không bao giờ đạt được cái quả này. Vậy bây giờ mình là người có trí tuệ, mình yêu có trí tuệ, thì đầu tiên mình hiểu nhân bằng quả, mình chọn kết quả trước đi. Người trí tuệ chọn cái kết quả trước, biết là nhân bằng quả nhưng chọn kết quả trước nha. Các bạn comment giúp cho Tuệ An, chọn kết quả trước. Vậy yêu mà có trí tuệ cũng là yêu mà chọn cái kết quả trước. Ví dụ chọn tôi sẽ hạnh phúc với người ấy, hoặc là chọn là tôi sẽ sống độc thân một mình nhưng hạnh phúc. Thế là bạn phải chọn được cái kết quả mà bạn thật sự cần nó, mà bạn thật sự là bạn muốn nó. Thì sau khi bạn chọn được cái kết quả đó xong, thì bạn sẽ xem là những cái hành động nào mà làm mà cho ra kết quả này thì mình làm. Có những hành động nào làm mà cho không ra kết quả này thì mình đừng làm. Và đôi khi mình không thể biết ngay được là hành động nào sẽ chính xác, hành động nào sẽ không. Nhưng ít nhất khi mình có tư duy như vậy thì mình sẽ dễ chọn được hành động cho ra kết quả hơn. Thế An sẽ lấy ví dụ, nếu chúng ta kết hôn rồi, thế đằng nào mình cũng lấy người ấy rồi, đằng nào mình cũng chọn cái người này rồi. Nên là thôi bây giờ mình sẽ không có than phiền rằng là tôi chọn sai hay tôi chọn đúng nữa. Mà mình sẽ cùng cho nhau một cơ hội để thử vun đắp cái tình yêu xem. Tại vì tình yêu nó là thứ có thể vun đắp. Ngày hôm nay bạn đang yêu, ngày mai bạn cũng có thể hết yêu. Mà ngày hôm nay bạn không có yêu thì ngày mai bạn cũng có thể yêu người ấy cơ mà. Chúng ta đều đi từ không có gì lên đến yêu mà. Vậy nên tôi sẽ cho người này và tôi một cơ hội. Tôi chọn hạnh phúc trong hôn nhân với người này. Thế là khi mình chọn được cái kết quả đó rồi, mà mình chuẩn bị cãi nhau với người này. Bình thường á, mình sẽ chọn hành động thôi, mình cứ cãi nhau đi, cứ tranh giành đúng sai thoải mái đi. Xong rồi thấy không đạt được kết quả thì mới phải sửa. Thế nhưng bây giờ mình chọn kết quả rồi, mình thấy cãi nhau, cãi nhau chắc chắn là không làm mình hạnh phúc trong hôn nhân. Thôi ngừng cãi nhau. Thể hiện là cái tôi cao, thể hiện rằng tôi giỏi hơn anh ấy, cũng không làm cho chúng ta hạnh phúc trong tình yêu hôn nhân. Thôi khỏi thể hiện. Thế bây giờ mình làm gì thì mình có được hạnh phúc trong hôn nhân? Mình ngồi mình nghĩ. À bây giờ mình thử biết ơn, ghi nhận người ấy đi. Xong mình ngồi nghĩ mãi chẳng ra là cái gì để biết ơn. Bảo trời ơi, việc nhà anh ấy cũng không giúp tôi, tiền cũng không đưa cho tôi biết ơn cái điều gì ở anh này bây giờ? À có nhiều thứ để biết ơn chứ. Nếu cơ thể anh ấy đang lành lặn, biết ơn vì anh ấy đang lành lặn. Khi anh ấy đang lành lặn là ít nhất bạn không phải lo thêm cho anh ấy nữa. Thế cũng phải là một điều đáng biết ơn không? Chứ nếu không bây giờ là vợ là chồng rồi mà người ta ốm đau thì ít nhất bằng tình thương của con người mình vẫn phải lo, mình vẫn mệt hơn mà. Thế là khi mình thấy biết ơn thì sẽ phục vụ được cái đích là mình cảm thấy hạnh phúc hơn về mối quan hệ này. Thế là mình tập trung vào biết ơn. Thế là mình cứ từng chút một. Khi chúng ta chọn kết quả trước và sau đó chúng ta mới chọn hành động. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng nhân bằng quả. Nhân luôn luôn bằng quả. Không bao giờ có chuyện tôi hy sinh rất nhiều, tôi tốt rất nhiều mà cuộc đời của tôi rất tệ.
Không bao giờ có chuyện đấy. Mà những người mà hay kêu rằng tôi tốt rất nhiều nhưng trời xanh không có mắt ý, chỉ là bởi vì không nhìn ra nhân quả mà thôi. Chỉ là bởi vì á, mình cứ tưởng mình tốt nhưng chưa chắc mình đã tốt. Hoặc là mình đã đang tốt thật nhưng mà cái nghiệp trong quá khứ của mình nó quá dày, nó quá nhiều, đến những cái phước mà mình đang tích ở trong thời điểm hiện tại nó chưa cân bằng nổi những cái nghiệp xấu ở trong quá khứ. Vậy việc của mình là cần phải tốt nữa, thì đến lúc gọi là quân bình nghiệp ấy, nó được cân bằng, thì lúc đấy may mắn nó mới bắt đầu đến, điều tốt đẹp nó mới bắt đầu đến. Chứ ngồi đấy mà than là tốt là cũng không giải quyết vấn đề gì, thế thôi xấu cho đỡ mệt, thế là mình sẽ xấu mãi đó. Thế là đời mình sẽ tệ mãi đó. Thế nên là chúng ta gọi là yêu có trí tuệ, là chúng ta thấu hiểu các quy luật của vũ trụ, luật nhân quả, luật vô thường như Tuệ An vừa chia sẻ, và chúng ta yêu đúng công thức nha. Chúng ta yêu đúng công thức nha. Bây giờ ai mà đang cải tạo cuộc sống hôn nhân thì cũng phải nhớ, mình tính thử xem mình tàn phá nó bao lâu, mình tưới tẩm nó bao lâu, và mình tưới nó đúng cách chưa. Nếu mà bảo thế nào là đúng cách thì thật ra cái cách yêu đúng đó là yêu thương vô điều kiện thôi. Bạn yêu chính mình trước đi, yêu chính mình vô điều kiện và yêu người đấy vô điều kiện. Tại vì khi yêu điều kiện, yêu mà không có điều kiện nhiều, không có mong cầu nhiều thì bạn sẽ không mệt đâu, bạn sẽ không khổ nhiều đâu. Ví dụ như Tuệ An nha, trong những cái thời điểm khi mà Tuệ An mới kết hôn á, là cái tính kiểm soát của Tuệ An rất lớn. Tại vì Tuệ An là một con người rất là bướng bỉnh, và bởi vì là bản thân là cũng có được thành tựu trước khi mà lấy chồng, về sự nghiệp cũng có thành tựu, mà hồi đấy về về ngoại hình nha, cũng đương nhiên không đến nỗi lộng lẫy nhưng mà cũng được liệt vào cái dạng là có ngoại hình. Nên là khi mà Tuệ An thấy mình có được cái thành tựu và những cái ưu điểm đấy ấy, thì cái tôi của mình thường rất lớn và kiểm soát đối phương rất ghê. Nhưng mà càng kiểm soát người ấy, lúc đấy Tuệ An cho rằng cái ông này may lắm mới lấy được mình ấy. Thế nên là lấy được mình là kiểu phúc phúc lắm cho cái ông này rồi. Luôn luôn kiểu rất là tự tin về bản thân ấy. Mà không phải là tự tin đâu, được gọi là ảo tưởng sức mạnh. Thế nên là đến lúc về cứ thể hiện ra như thế. Xong đến lúc ông này ông té mình đi, suốt ngày đi đêm về hôm, mà mỗi người thì sẽ có một cách té khác nhau. Có ông té là đi nhậu, may quá ông chồng Tuệ An không đi nhậu, mà ông này lúc đó là thích té đi đến những cái lớp phát triển bản thân. Cái thời đó ở Việt Nam là bắt đầu có những cái lớp học kiểu như phát triển bản thân, bắt đầu về đời đầu. Và những năm 2010, 2012, 13 ấy, thì chồng Tuệ An đam mê đi học, và thế là mình càng muốn kiểm soát ông này ở nhà thì ông ấy lại càng đi. Và có những cái lớp học ông học đến 2-3 giờ sáng, xong ông ngủ ở đấy luôn, ông khỏi về với mình luôn. Và mình lại càng muốn kiểm soát, mình lại càng ảo tưởng sức mạnh. Và lúc đó là lúc mình yêu mà mình cứ nghĩ là mình đúng, yêu mà chả có trí tuệ tí nào. Xong bây giờ khác rồi, bây giờ yêu có trí tuệ rồi, biết rằng mình cũng chẳng thể kiểm soát được ông này, nên là làm cho người ta thảnh thơi là mình thảnh thơi thôi. Thế nên đến thời điểm này anh bảo là anh không sống ở thành phố, anh thích lên núi, anh thích ở đấy, anh thích tu tập, anh không thích làm gì hết, anh muốn buông xả. Thì Tuệ An thấy ok, điều này là tốt, anh làm đi, còn đâu để nhà cửa con cái ở lại em lo cho. Và Tuệ An thấy là Tuệ An lo được, mình lo được, và không bị mắc kẹt vào việc người ta phải ở bên mình, cũng không bị mắc kẹt vào việc người ta phải quan tâm đến mình. Mà lúc này nó biến thành cái thứ tình cảm, nếu như người ta thoải mái và hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc, và mình không thấy cô đơn, bởi vì còn mình sống với mình. Ngày xưa chỉ một tối mà ông ấy không về là thấy cô đơn chết đi được, bây giờ cả vài tháng ông ấy không về cũng không thấy cô đơn. Bởi vì sao? Bởi vì hiểu rằng á, mình không bao giờ cô đơn cả nếu như mình biết mình sống với chính mình, nếu như mình biết rằng mình mới là cái người gần mình nhiều nhất, thân với mình nhiều nhất, ở bên mình 24 trên 24 là mình quay về mình chăm sóc cho mình, thì là mình không có bị cô đơn. Và khi mình không cô đơn, khi mình hạnh phúc, khi mình vui vẻ, thì mình mới có cái thứ quý giá đó để trao tặng cho người ấy khi người ấy về nhà, khi người ấy kết nối với mình, khi hai bên có cơ hội trò chuyện với nhau. Và bởi vì thế, thế nên mối quan hệ mới lúc nào cũng được vững chắc. Chúng ta cứ muốn giết chết một mối quan hệ, chúng ta cứ lấy dây buộc cho thật chặt vào, kiểu gì nó cũng chết.
Nhưng đôi khi chúng ta cứ thả cho mối quan hệ đấy để được tự do, để cho người ấy được là chính mình được là chính mình ấy, thì ít nhất là chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta không phải giữ giữ nhiều là mệt, nắm tay nhiều là mệt, thôi xòe tay ra, buông, thế là mình thảnh thơi. Khi mình thảnh thơi rồi thì người ấy cũng sẽ ở bên mình, cũng mới thảnh thơi được. Còn nếu mà mình buông mà người đấy đi luôn ấy thì là chúng ta không có phù hợp với nhau. Nhưng nếu như chúng ta biết điều này từ khi yêu ấy, mà chúng ta để cho người đấy thảnh thơi, không kiểm soát mà người đấy đi luôn, thì chúng ta cần phải biết ơn vì mình đã yêu đúng, để mình không lấy phải một ông chồng tệ hoặc không lấy phải một bà vợ tệ, để sẽ có cái người khác phù hợp đến với mình. Nhưng khi chúng ta kiểm soát nhau quá chặt từ lúc yêu, làm cho cái bản chất thật không được bộc lộ. Lâu dần lấy nhau về rồi bản chất thật nó mới được bộc lộ. Khi bộc lộ rồi chúng ta lại không chấp nhận được nhau. Và thế thay đổi cũng không dám thay đổi, chấp nhận thì cũng không thích chấp nhận. Cái đó mới là cái khổ. Nên để cho bớt khổ trong yêu đương này, một, chấp nhận đi. Hai, không chấp nhận được thay đổi đi. Chứ đừng ngồi đó than phiền: tôi không chấp nhận đâu, nhưng mà tôi cũng không muốn thay đổi đâu, tôi muốn ông phải thay đổi cơ. Thì điều này là điều không bao giờ có. Điều này là điều chúng ta không làm được đâu. Chúng ta càng như thế chúng ta càng mệt, và chúng ta càng khổ đó ha.